Tập phẩm chị cũng rất yêu bonsai luôn ấy chứ. Cái này lá nó nhỏ dễ tạo tác nên ra dáng này rất cô, nên nó cũng đẹp, nó cũng hợp với dáng chị á. Hello, Thanh Tùng xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn. Trong video hôm nay Thanh Tùng sẽ gửi đến quý anh chị các bạn mình những hình ảnh tại một cuộc trưng bày cây ngày khai trương của nhà vườn cánh bonsai ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Mỹ. Thanh Tùng xin mời tất cả quý anh chị các bạn mình cùng theo dõi video. Và đây là khu vực từ ngồi cống vào nhóm quýt chị. Hôm nay là ngày khai trương của nhà vườn cánh bonsai, một vườn mới nha, thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Mỹ. Quá là khang trang nha, những nắm hoa được đưa đến và chúc mừng nha. Tổng quan nhìn nha, quá là quy mô nha quý anh chị. Và đây là anh Cánh, chú Vương cũng như là hôm buổi khai trương hôm nay nha. Em rồi, chào anh Cánh nha. Rồi, chào Thanh Tùng nha. Dạ. Yeah. Chào anh Sa Thanh Tùng và cũng xin chân thành cảm ơn Thanh Tùng đã hôm nay ngày khai trương, nhân dịp ngày khai trương của nhà vườn cảnh bonsai thì có dịp để chia sẻ cái thước phim cũng như chia sẻ những cái tác phẩm bonsai để quý anh chị em trên mọi miền Tổ quốc chúng ta cùng ngắm. Và cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị em yêu cây trên mọi miền Tổ quốc đã cùng hưởng lãm cũng như chiêm ngắm thước phim này của Thanh Tùng cũng như là của nhà vườn cảnh bonsai. Dạ, yeah, em cảm ơn anh Cánh nhiều nha. Okay. Rồi chúc anh Cánh thành công và vui vẻ. Rồi, ok. Giờ khách đã bắt đầu đến nha, rất là vui luôn. Anh Cánh đã ra đón tiếp nha. Đầu tiên mình đến với một tác phẩm mini nha quý anh chị. Một tác phẩm mini dúi đang cánh một dương viên ngọc nha, ngồi trên đá luôn quý anh chị. Tác phẩm dúi mini. Đây, mạng da dúi ôm luôn viên đá rất là đẹp nha. Dè nó khiến vào một mang đá này quý anh chị, rất là nghệ thuật nha. Những tác phẩm mini nhưng mà cũng rất là xinh luôn quý anh chị, quá đỉnh luôn nha. Và kế bên là một tác phẩm hải châu. Hai châu mình đi, rất là xinh nha. Tiếp theo là một tác phẩm dúi. Một tác phẩm dúi mini. Ngồi trên một ngọn tiêu cánh ngọn núi nha quý anh chị. Ngồi trên một tảng đá. Và tiếp theo là một tác phẩm cốc nha. Một tác phẩm cốc có đường thân rất là đẹp luôn quý anh chị. Rất là quái nha, một tác phẩm cốc, cốc chua. Tác phẩm cốc chua rất là nghệ thuật nha quý anh chị. Quán quái rất là đẹp luôn.
quá khang trang nha. Và đây là anh Phúc, người cũng rất đam mê bonsai. Em chào anh Phúc nha. Chào bonsai Thanh Tùng, chào tất cả anh em yêu cây nha. Rồi bắt tay anh Phúc cái. Cảm ơn anh Phúc đang xem cây cốc đây anh. Cây này nó cũng thấy là cũng rất là hay, bởi vì là cốc rừng mà ghép được cốc nhà. Dạ, do cốc là rất là đẹp. Cốc thái là thường là xuyên trái anh. Dạ. Cái cốc rừng thì nó rất là khỏe luôn, rất là dễ ghép qua. Cây này cũng khá là quái luôn nha. Anh cũng rất thích cây cốc đây anh. Một siêu phẩm mà. Dạ, cũng một siêu phẩm mà. Anh có đem cây nào chơi không? Hẹn bữa sau anh, hôm nay đi công việc ghé lại tham quan thôi ấy. Ghé lại tham quan. Dạ. Mới nghe bonsai chuyển lại chỗ vườn mới nè. Dạ. Vườn của anh Cánh này khai trương đỡ ra mấy anh em là khu mới. Anh thấy vườn mới đây của anh Cánh làm ra sao? Hôm nay trưng bày thế nào cái cuộc vườn cây của bonsai nhà mình rất là đẹp, và đó là rất là cái chỗ này là có rất nhiều cây mà gọi là quái, mà gọi là những cái siêu phẩm của nói chung là của cái huyện Phú Mỹ này. Dạ. Thế đây vườn anh Cánh nói riêng anh em cũng có đem tham gia và trưng bày luôn. Thì nói chung trong khu vực anh em chơi rất là phong trào. Anh thấy cái trưng bày có khang trang không? Rất là khang trang đẹp. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều nha. Rồi chúc anh tham quan vui vẻ. Rồi cảm ơn. Chúc nhà vườn làm anh phát đạt. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ. Và khu vực đây là những tác phẩm mini cũng như là mini tầm trung luôn nha. Rất là nhiều tác phẩm đẹp. Ở đây là có một tác phẩm hai châu. Còn bên này là có một nữ khách. Một nữ khách rất xinh, chị Nga. Đang chiêm ngưỡng một tác phẩm Sam núi. Chị Nga đi tham quan cây nha, chị rất yêu bonsai luôn. Chị nghe cũng thích tác phẩm Sam núi này ha. Dạ. À, tác phẩm chị cũng rất yêu bonsai luôn đấy chứ. Dạ, cái này lá nó nhỏ dễ tạo tác nên ra dáng này rất cô, nên nó cũng đẹp. Nó cũng hợp với dáng chị á. Dáng nó đẹp mà dáng chị cũng đẹp á. Một tác phẩm Sam núi nha. Rất là khang trang. Vườn hôm nay cũng thu hút rất là nhiều khách tham quan luôn. Anh chị nghe này cũng rất là thích tác phẩm Sam núi ra luôn. Bên cạnh là tác phẩm Hải Châu nha. Chị nghe thích nhiều cây nha. Cái đây kiểu anh nhà và nghiên cứu đưa những cái tác phẩm đẹp về nhà cho chị nghe mới được này. Chị rất là đam mê bonsai nha. Đây là nếu mà chồng của chị Nga chắc là phải chi một cái khoản nào đấy để cho chị đưa những cái tác phẩm bonsai ra về vườn của chị. Chị rất là đam mê luôn này. Cái này là cây Hải Châu. Chị Nga biết cây này không? Biết cây Hải Châu luôn. Đam mê mà biết chủng loại Hải Châu luôn. Cái này rất là cổ nha. Ở nhà chị Nga có cây Hải Châu không? Có thì chị biết. Nhà chị Nga cũng có Hải Châu luôn. Thành ra chị cũng biết luôn. Chị thích bonsai lâu chưa chị Nga? Lâu rồi anh. Chị cũng thích bonsai lâu rồi. Rất phù hợp nha. Đúng rồi, chồng chị thích bonsai rất là phù hợp luôn á. Rồi, đây là chị Nga, khách tham quan. Rồi em xin chào và cảm ơn chị Nga nha. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, tiếp theo anh em cũng đến rất là nhiều luôn này nha. Nóng nha, cái thủ bọn bọn nha, anh có đứng thấy luôn trà nè. Nóng nè, đây, về đi. Hả?
em bớt nhậu em. Giờ mình tiếp theo mình đi bên dãy những tác phẩm cây tầm trung nha quý chị. Những tác phẩm cây tầm trung. Và đầu tiên là một tác phẩm me nha. Một tác phẩm me có cái trăng keo nha quý chị, nhìn khá là nghệ thuật luôn nha. Rất là cố nha quý chị, để hình thành được một bộ trăng như vậy thì qua rất là nhiều năm tháng luôn nha. Cây này rất là già nha quý chị, quá là công phu luôn nè. Mới điện chào anh Hoàng lên do cái số đang quay anh chốt không được nhiều rồi. Và bên đây là những tác phẩm lớn hơn nha. Đây là có vẻ là một tác phẩm cờ sứ của anh chị. À, hồ sữa, cái này hồ sữa anh chào ai? Anh Phúc lộn, dạ, anh Phúc. Cây hồ sữa. Hồ sữa này ngậm ngẹp luôn này. Nhìn rất là đẹp đẹp nè. Anh đang uống cà phê anh. Một tác phẩm hoa sữa ngậm ngập nha. Cái hoa sữa này khi cho hoa rất là thơm luôn nha quý chị. Và từ ngoài cổng vào là một tác phẩm tùng La Hán nha, cũng cực khủng luôn nha quý chị. Được trưng bày hai bên là hai tác phẩm tùng La Hán. Rất là khủng cây nha. Vườn của anh Cảnh bonsai ở Phú Mỹ đây hôm nay trưng bày cũng như là hội tụ rất là nhiều những tác phẩm đẹp nha. Quá bài bản nha quý chị, làm rất là quy mô luôn. Tiếp theo dãy đây là một tác phẩm khớp cực khủng luôn nha. Một tác phẩm khớp nói cực kỳ khủng và cố nha quý chị. Hàng hấp các kiểu luôn nè, quá là già luôn nha. Cái này quá đẳng cấp quá anh chị, quá là già và khủng luôn nha. Tây tàng khá là rục rịch luôn nè. Một tác phẩm khớ chua nha. Và hôm nay trưng bày những tác phẩm của nhà vườn cũng như là có những tác phẩm của anh em đưa đến trưng bày nha quý chị. Quy tụ rất là nhiều tác phẩm đẹp luôn. Một tác phẩm khế chua.
Chào nắng chào rồi nha. Nắng quá không? Dạ. Ừ. Nghe thấy bộ xương dâm của tác phẩm Sâm Núi là sao nè? Có già không? Quá già không? Dạ. Nghe nói sao? Giống cây xương rồng ấy. À. Nghe biết cây Sâm Núi nào? Ở nhà mình có không? Dạ, cây cũng có cây Sâm nữa mà. Linh Sâm. À, cả đây cây Sâm Núi. À, nghe nói là nhà có cây Linh Sâm. À, khi nào nghe sưu tầm cây Sâm Núi luôn nè, gì có đủ chúng loại luôn. Nó cần sưu tầm như vậy. Thì vậy chứ sao? Ờ, mỗi cây mỗi chúng loại cho nó vui chứ. Cây Sâm Núi đây vàng xương rất là mịn luôn nha anh chị. Rồi khách bây giờ cũng đã đến rất là nhiều nha. Kề bên là một tác phẩm dương nha anh chị. Dương liễu còn gọi là phi lao nha. Tác phẩm dương liễu nằm trong một cái chậu hạt kiếu nha. Tác phẩm dương liễu nằm trong một chậu hạt kiếu rất là đẹp luôn nha. Cái này vừa bấm nha quý chị, khi ra lọc nó sẽ có cái màu xanh rất là đẹp nha. Còn bây giờ không có cái màu xanh quý chị. Đấy, anh chào cô ở dưới được á. Cái dưới đấy em thấy rất hấp dẫn mà nó dây vô mất. Cái dưới này quá đỉnh luôn nè anh chào. Dưới này dưới chủ tịch mà. Dưới của chủ tịch đấy. Chỉ có chủ tịch mới chơi được cái dưới này thôi. Cái quá bài bản nè, trong cái chậu rất là đẹp với anh ha. Chậu quạt kiếu, chậu là chậu men nha quý anh chị. Gọi là tác phẩm này không chơi chỗ nào được. Đặc biệt cái tác phẩm này nó ăn nhập ở dưới này nè. À, anh chào tha. À, không phải da của cây luôn. Em tưởng ngậm nhập chứ. Cái này là da cây. Khá là quái luôn nha. Này đường thân nó này. Wow. Cái mạch phái nó là bên kia này. Còn mạch đây là chỉ mạch té thôi, do thuận sáng mình tiếp cận thôi nha. Tây cành nó này. Wow. Quá là rục rịch luôn. À, có một cái cần dây gì hướng đây nha. Đây mạch phải nó bên này nè quý chị. Anh Châu lại đứng gần tác phẩm nữa, nó to nhỏ anh Châu. À, đó quý chị bạn mình xem giữa hình dung ra cái độ to của nó nha. Khá khủng nha quý chị. À, quá khủng luôn. À, nhìn nhà anh Châu mà hình dung ra nha. Quá đẹp. Nói chung là tác phẩm này quá hoàn hảo. À, anh Châu đánh giá là quá hoàn hảo ấy. Rất cứu anh ha. Em thấy có cái tàn xoắn theo cái quạt này rất cứu luôn này. Một tác phẩm Hòn Anh Mộc. Tác phẩm dưới còn gọi là Hòn Anh Mộc nha. Tác phẩm cực khủng và rất là kiểu luôn. Và tiếp theo đây là một tác phẩm khế nha quý anh chị. Một tác phẩm khế cực già luôn nha. Tác phẩm khế chua. À, đường thân quánh quái luôn quýnh chị. Quá già cổ luôn nha.
là nhiều tác phẩm mini đẹp luôn. Một tác phẩm Sam núi cũng thuộc một tác phẩm tầm trung rồi nha quý chị. Về chúng loại tác phẩm Sam núi này thì rất là khủng luôn nha. Về kích cỡ thì thuộc tầm mini tầm trung nha quý chị, nhưng mà về chúng loại thì rất là khủng. Tác phẩm Sam núi cực kỳ đẹp nha. Rất là to cây nha quý chị. Tác phẩm Sam núi là rất là to cây luôn nha. Tiếp theo mình đến với một dãy hàng mini tầm trung nha. Hội tụ rất là nhiều tác phẩm đẹp nha quý anh chị. Đầu tiên cũng là một tác phẩm cóc nha quý anh chị. Cóc chua. Có cái hình cũ khá là quái luôn nha. Tác phẩm cóc chua. Rất là quái dị quý anh chị. Nghệ thuật cây nha. Rất là nghệ thuật cây luôn. Hội tụ rất là nhiều những tác phẩm đẹp. Và kế bên là một tác phẩm lộc vừng. Đường thân rất là nghiệt luôn anh chị. Đường thân tác phẩm lộc vừng này nhìn nè, rất là cố anh chị. Kỳ quái luôn nha. Trăng đi rất là đẹp luôn này. Một tác phẩm lộc vừng cũng cực kỳ đẹp luôn nha. Và kề bên là một tác phẩm Sam núi nha quý anh chị. Tác phẩm Sam núi cực kỳ cố. Thuộc một tác phẩm tầm trung rồi nha. Nhìn tác phẩm Sam núi đây có những cái rỡ đe nhìn rất là khủng luôn nè quý anh chị. Sam núi, một tác phẩm Sam núi. Có dáng đe rất là đẹp nha. Có nhiều rỡ đe luôn quý anh chị. Rất là nhiều tác phẩm đẹp. Quá đỉnh luôn anh chị. Và tiếp theo bên cạnh này là một tác phẩm Nguyệt Quế nha. Rất khủng và gọn ghẽ của anh chị. Nhìn rất là nghệ thuật nha. To nhưng mà gọn quý anh chị, thuộc dòng lung lực nha. Một tác phẩm Nguyệt Quế rất lung lực luôn. Tiếp theo là một tác phẩm dưới nha, cực kỳ quái quý anh chị. Phải nói tác phẩm dưới đây là cực kỳ quái nha. Những tác phẩm như thế này thì nhìn quá nghệ thuật quá anh chị. Cực kỳ quái. Tác phẩm dưới cực kỳ quái nha. Không có nhắc tạo két luôn quá anh chị. Khi tạo tác là mình két thì tác phẩm dưới này không có luôn nha. Tác phẩm dưới khá là quái nha. Quá đẹp luôn anh chị. Quá
Kế bên là một tác phẩm Linh Sam. Một tác phẩm Linh Sam có đường thân quấn quá nha quý anh chị. Đang chỗ hoa luôn này. Nó rất là già nha. Đường thân của tác phẩm Linh Sam đây, rất là quấn quái luôn. Để chuẩn bị cho một đợt hoa nha, rất là nhiều búp luôn quý anh chị. Đây mà được vài ngày thì cây Linh Sam này nở hoa rực rỡ nha. Và bên cạnh đây là một tác phẩm Tùng Lá Hán. Một tác phẩm Tùng Lá Hán phải nói là cực khủng nha. Một tác phẩm Hải Châu có dáng thác đổ nha quý anh chị. Rất là đẹp luôn. Quá nhiều tác phẩm đẹp nha quý anh chị. Như một bức tranh luôn quý anh chị. Mịn màng. Ở trong nhà đẹp lắm. Thằng đổ xuống như một thác nước luôn nha quý anh chị. Trong cái bóng rất là đẹp nha, như một bức tranh luôn quý anh chị. Đang cho hoa này quý anh chị, tác phẩm Hải Châu đang cho hoa nha. Tác phẩm Hải Châu đường thân đồ cúc rất là đẹp nha. Lúc mình bưng sáng đi mình dạo trước mình chơi. Quá là tuyệt vời nha. Như một bức tranh luôn anh chị. Tác phẩm Hải Châu cũng thuộc tầm trung luôn nha. Kề bên cũng là một tác phẩm Hải Châu cũng mang dáng thách đố nha anh chị. Rất là tuyệt vời nha. Trưng bày rất là nhiều tác phẩm đẹp. Vườn này là vườn mới của anh Cảnh luôn nha. Alo, chỗ. Như một dòng thác luôn nè quý anh chị. Quá đẹp nha. Những tác phẩm Hải Châu mang cốt cách rất tự nhiên nha. Này, cốt cách rất là đẹp luôn quý anh chị. Đường thân đổ khá tự nhiên nha, không ép buộc gì hết quý anh chị, rất là đẹp nha. Và đây là chú Tân nha. Con xin chào chú Tân nha. Chào bốn xa nhân tôn, chào hết mọi người. Dạ rồi, con cảm ơn chú. Chú Tân đang ngắm một cái tùng không? Cái tùng này dáng rất đẹp luôn ha chú Tân ha. Cái dòng này lâu lớn lắm nha chú Tân. Dạ, được cái cây như thế này cũng rất là quý lắm á chú. Những con người yêu bonsai thì phải miệt mài mới tạo tác ra được một tác phẩm như này, rất là công phu luôn nha chú. Dòng lá này khi ra lọc đẹp quá anh chú ha. Dạ. Cái màu nó nhìn mơn mởn, thấy tràn trời sức sống anh chú ha. Bồng tán nó đẹp quá chú. Dạ, những vết tạo tác đã gần liền hết rồi. Một tác phẩm Tùng
cũng như thế này nha. À, quýnh chị bạn mình nhìn tâm cái bóng của chú Tân đứng này. À, tác phẩm Tùng này thuộc tầm trung nha, nhìn rất là khủng. Đỡ có một tác phẩm Tùng như thế này thì rất mất nhiều thời gian luôn quýnh chị. À, mới tạo được một tác phẩm Tùng như thế này nha, rất là khang trang nha quýnh chị. À, trưng bày bữa ra mắt trưng bày cây của nhà vườn cảnh bonsai ở huyện Phù Mỹ, thị trấn Phù Mỹ nha. À, trưng bày như triển lãm luôn quýnh chị. À, quýnh chị bạn mình nhìn hình dung nha, chú Tân như cây tùng kìa, thì cây tùng khá là khủng nha. Chú Tân cũng rất là đam mê cây luôn nha quýnh chị, rất là thích cây. Chú Tân rất thích tác phẩm Tùng này. Đây là một tác phẩm Tùng Kim Cương nha. À, rất giống tác phẩm Tùng vừa rồi luôn, nhưng mà có khi cái dòng này lá nó bé hơn quýnh chị. À, ai mà thường xuyên chơi mới phân biệt được hai chủng loại đó nha. À, chú Tân là rất thích những tác phẩm Tùng. Tác phẩm Tùng này có nghĩa công phu chú. À, cái cành nào ra cành nãy luôn chú ha. Chú Tân rất thích những tác phẩm Tùng nha. Từ dưới đã lách rồi nè chú Tân ha, đường thân nó tạo tác rất là công phu chú ha. Yeah, rất là già luôn, cái da nó lên cũng đẹp chú ha, rất là già luôn. Muốn chị bạn nhìn trong cái bóng nha. À, có chú Tân đứng ở trong, muốn chị bạn hình dung cái độ to nhỏ nó luôn nè. Quá mịn tàng luôn nha, quá công phu quýnh chị, nằm trong một cái chậu rất là đẹp nha, khá hoành tráng nha. À, buổi trưng bày những cây hôm nay ra mắt của nhà vườn cảnh bonsai thuộc thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ. À, rất là khang trang luôn, rất là đẹp mắt nha quýnh chị, rất là quy mô. À, chú Tân có vẻ là rất thích những tác phẩm Tùng nha. À, những cái bông tán nó khá là mịn luôn nè. Chú Tân đánh giá tác phẩm Tùng này như thế nào chú Tân? À, quá đẹp vậy chú Tân hả? Tuyệt đẹp. Yeah, tuyệt đẹp. Rất công phu anh chú hả? Đường thân lách từng chút luôn. À, chú Tân rất thích tác phẩm Tùng này luôn nha quýnh chị. Chú thấy hôm nay nhà vườn cảnh bonsai đây trưng bày, chú thấy có khang trang không chú Tân? Không, có chơi rất hoành tráng. À, trang trí bài bản. Rất là đẹp, quy mô anh chú ha. Quy mô còn thấy giống như triển lãm á. Chăm chút từng cái nét một rất là đẹp luôn. Quá, nói chung là quá bài bản anh chú ha. Rồi, con rất cảm ơn chú Tân nha. Là chú Tân, một trong những người rất là đam mê bonsai nha. Rồi, con xin cảm ơn và chào chú Tân nha. Chào Thanh Trùng và chào hết mọi người. Rồi, con cảm ơn chú, phát tay chú Tân cái nha. Rồi, chúc sức khỏe. Và tiếp theo khu vực đây là những tác phẩm mini nha. Những tác phẩm mini rất là đẹp. Tác phẩm của Hòa Đậu Thí. Đấy. Đâu? Và cái cờ ra là một đầu tiên là tác phẩm Hải Châu nha. Yeah,
một thực phẩm hai châu mini rất là đẹp nha. Cửa bên là một tập phẩm cốc nha quý anh chị. Cửa bên là một tập phẩm cây cốc chua có hình thù cũng rất là đẹp nha. Quán quái nha quý anh chị. Tập phẩm cốc chua có đường thân khá là đẹp nha. Tập phẩm cốc chua. Giờ mình xem tiếp những tác phẩm tiếp theo nha. Anh em mới đưa vào nữa này. Anh em đang đưa một tác phẩm hai châu nữa nè. Anh em mới đưa vào một tác phẩm hai châu nữa nhé. Tác phẩm hai châu này rất là nhiều hoa luôn này. Cái này thời gian tới đây thì sẽ cho quá đó được cây luôn anh chị. Lấy cái đôi mày này, lấy cái đôi mày này, lấy đôi gỗ này này. Rất là dày hoa bức luôn nha. Lấy cái đôi này nè không. Anh em mới cho vào vị trí một tập phẩm hai châu. Và tiếp theo đây là một tác phẩm sam núi nha. Có một dáng phong cao rất là đẹp nha quý anh chị. Một tác phẩm sam núi có dáng phong cao rất là thoáng nha. Rất đẹp nha quý anh chị. Tác phẩm sam núi này có cái con. Phẩm sam núi đây có một cái con nhìn rất là đẹp nha. Quá nhiều tác phẩm đẹp nha. Giờ khách đã đến cũng rất là nhiều nha quý anh chị. Khách tham quan cũng rất là nhiều luôn. Giờ mình đến với một dãy cờ những tác phẩm mini quý anh chị. Và đầu tiên của dãy cờ mini đây có một tác phẩm mini tầm trung, một tác phẩm có lẽ là cây cưa quý anh chị. Cây này không có lá thanh tùng không đón ra nha, nhưng mà rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Có lẽ là một tác phẩm cưa. Đường thân quấn quái quý anh chị. Quấn quái đang ngậm đá luôn nha. Quá là đẹp, tổng cái bóng tác phẩm cửa là rất là đẹp quý anh chị. Một tác phẩm cửa cực kỳ đẹp. Cửa bên là một tác phẩm hai châu quý anh chị. Một tác phẩm hai châu mini. Có nguyên một cái khối cũ nha. Mini nhưng mà khá là đẹp luôn này. Có hình cũ nha quý anh chị. Một tác phẩm hai châu mini có hình cũ luôn.
siêu mini nha, những tác phẩm siêu mini cũng cực đẹp nha quý anh chị. Chiếc cờ đây cũng là một tác phẩm Hải Châu siêu mini. Siêu mini có hình cũ luôn nha. Những tác phẩm Hải Châu siêu mini quá đẹp quý anh chị. Đây cũng là một tác phẩm Hải Châu siêu mini này. Những đường cam co rất là đẹp nha. Siêu mini nhưng rất là đẹp luôn quý anh chị. Cờ bên là một tác phẩm Hải Châu mini. Cờ bên là một tác phẩm Hải Châu mini. Có đường thân quấn này. Nhìn khá là hay nha. Rất là đẹp luôn. Trưng bày rất là đẹp nha quý anh chị. Quá là khang trang. Và bên cạnh là một tác phẩm tầm trung, một tác phẩm trăm núi có đường thân lách lượng và đổ nha. Đổ như dầm thác luôn quý anh chị. Một tác phẩm trăm núi có đường thân đổ khá đẹp nha. Co lách này quý anh chị, đường thân đi co lách. Một tác phẩm sam núi phải nói cực kỳ đẹp luôn nha. Tiếp theo là một dãy cờ mini quý anh chị. Những tác phẩm mini cũng cực đẹp luôn nha. Đầu tiên của cờ mini đây là một tác phẩm mini nha. Tác phẩm mini rất là già nha quý anh chị. Rất là già luôn. Một tác phẩm mini. Rất là tuyệt vời nhé. Bên cạnh là một tác phẩm tech quý anh chị. Một tác phẩm. Tác phẩm tech nha. Tác phẩm tech dây quý anh chị. Có hình cũ nha. Nhìn như một con thú luôn quý anh chị. Một tác phẩm tech quá là đẹp luôn. Bên cạnh là một tác phẩm Hải Châu quý anh chị, có đường thân quấn quá nha. Và kết thúc là một cái tàn đổ như một ngọn thác luôn quý anh chị, đi lên rồi lại đi xuống. Tác phẩm Hải Châu này đặc biệt rất là nghệ thuật luôn quý anh chị, quấn quá co giật các kiểu luôn. Cái này đang cho búp hoa luôn nha. Đường thân nó quá nghiệt ngã nha quý anh chị. Tác phẩm Hải Châu đây đường thân quá nghiệt ngã nha. Rất đẹp luôn quý anh chị. Và bên cạnh đây là một tác phẩm Hải Châu cũng thuộc mini nha. Rất là bài bán luôn quý anh chị. Nhìn rất là ấm áp mịn màng nhé. Tác phẩm Hải Châu mini. Kề bên cũng là một tác phẩm Hải Châu nha. Một tác phẩm Hải Châu có một cốt cách khá là già nha. Rất đẹp nha quý anh. Và đây là một tác phẩm Tùng La Hán cực khủng luôn nha quý anh chị. Một tác phẩm Tùng La Hán
nói cực khủng luôn nha. Có một đường phân đố luôn quý anh chị. Rất là già và cố nha. Một tác phẩm Tùng La Hán rất là cố. Quá đẹp nha quý anh chị. Đường thân đố như thác nha. Một cái dáng khá hay luôn. Và cơ bên đây là một tác phẩm Hai Châu nha quý anh chị. Một tác phẩm Hai Châu. Tác phẩm Hai Châu cả hai đường thân nha. Những cái bông tán bét rất là đờ đạn luôn quý anh chị. Quá là khủng nha. Tác phẩm Hải Châu có hai đường thân. Bông tán rất đẹp nha quý anh chị. Và trong cái bóng nó thì cực khủng nha. Nằm trong chậu đây tầm phải chiều dài nó phải 1m8, 2m nha quý anh chị. Anh Tùng thấy rất là khủng luôn. Bông tán rất là đẹp nha. Tấm hại cho cực kỳ đẹp. Và bên trong đây là một tác phẩm double đờ nha quý anh chị. Hàng rất là độc đáo nha. Những đường thân đi rất là độc đáo luôn quý anh chị. Được tạo tác những cái chân rỡ ôm vào cái lục bình nha. Đường thân rất là độc đáo luôn. Quán quá nha quý anh chị. Và đây là anh Cánh, chú Vương cũng như là ôm Bùi khai trương hôm nay nha. Em rồi. Chào anh Cánh nha. Rồi chào Thanh Tùng nha. Dạ. Yeah. Chào anh Sa Thanh Tùng và cũng xin chân thành cảm ơn Thanh Tùng đã hôm nay ngày khai trương, nhân dịp ngày khai trương của nhà vườn Cánh Bonsai thì có dịp để chia sẻ cái thước phim cũng như chia sẻ những cái tác phẩm bonsai để quý anh chị em trên mọi miền Tổ quốc chúng ta cùng ngắm. Và cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị em yêu cây trên mọi miền Tổ quốc đã cùng thưởng lãm cũng như chiêm ngắm thước phim này của Thanh Tùng cũng như là của nhà vườn Cánh Bonsai. Dạ, yeah, em cảm ơn anh Cánh nhiều nha. Okay. Rồi chúc anh Cánh thành công và vui vẻ. Rồi ok nha. Và đến đây Thanh Tùng cũng xin kết thúc video. Thanh Tùng xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã theo dõi hết video. Quý anh chị và các bạn mình đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thanh Tùng nha. Và cùng Thanh Tùng kết nối khơi dậy một niềm đam mê nghệ thuật không giới hạn. Và bây giờ Thanh Tùng xin gửi lời chào thân ái, tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị các bạn mình những video tiếp theo.